Cái này các bạn nên là module thiết kế mà xuống một mình. Cái module này em thiết kế là 7 module ạ. Thì có module nút nhấn, led đơn, led bảy thanh, LCD, ADC, DAC và DAC và đơn led. Bây giờ em sẽ test chức năng hoạt động của các khối. Thì sẵn trong này thì em đã nạp chương trình test LCD nút nhấn Dernier ADC 44 nút luôn. Bây giờ em cắm nguồn nuôi cho mạch này là nguồn 5V. Thì trên này 1 chiều, 2 chiều. Dạ 1 chiều. Cắm thế cắm ngược thì có được không? Dạ cắm ngược thì không được. Đấy. Thế cái mạch mà không cắm ngược thì nhớ và là thầy cắm ngược để thử nó không thấy được thì sao? Em chỗ này em ghi rõ ở đây. Cực. Thế cái mạch thì là người dùng người ta có thể là không biết đâu âm dương nào người ta cứ thấy cắm là cắm. Mọi người có thấy cái phần đứng của máy tính không? Đố ai mà cắm ngược là cái gì? Không biết gì cắm cũng vẫn cắm được. Đây là hiển thị LCD ạ. Thì em hiển thị là dòng trên là để chạy một số thông tin của người thiết kế và thiết kế và của giáo viên hướng dẫn. Còn dưới dòng 2 thì một nửa đoạn từ ký tự thứ nhất đến ký tự thứ 13 thì em hiển thị là giá trị ADC đọc được. Bây giờ ADC em chưa kết nối là nút 0V là nó hiển thị không. Còn giá trị bên này thì cuối 4 dòng cuối thì em nhấn nút nào thì nó sẽ hiện nút đấy lên ạ. Bây giờ em kiểm tra nút nhấn, em nhấn nút thứ nhất, nút 1 hiện lên ạ. Đây nút thứ 2, nút thứ 3. Còn nút thứ 4 thì em điều khiển Rene ạ. Em nhấn thì Rene sẽ đóng mà nhấn lần nữa thì Rene sẽ tắt. Rene này là Rene 5V nên là nó đóng hơi nhỏ, không to của bạn đoàn. Không có cái đèn ở đấy để chứng minh nó chạy ạ. Nếu bây giờ em kết nối mạch ra thì đèn nữa cũng kết nối được. Rồi, cái gì mà đây. Mất ít thời gian thì cho chứ. Rồi. Còn đây là em sẽ kết nối ADC thì ADC này là đầu vào là từ 10V, từ 0 đến 10V ạ. Đọc giá trị ADC ạ. Thì em cắm vào cổng chân cổng ADC 0, chân AN 0. Đây, giá trị ADC đang là 800. Em đọc ADC là 10 bit. Giá trị ADC đang là 829 ạ. Đây em chỉnh. Đang tăng lên 876 900. Xong đưa một cái miếng chảo lên trên boy luôn mà phải cắm thêm cái cục. Dạ thưa thầy là em thiết kế cái mạch ADC này mục đích là mình sẽ cắm nguồn ADC ở đâu vào được. Chứ không, đây là em test hoạt động cho chân ADC, mình sẽ cắm cổng vào có 8 cổng ADC. Ừ. Thì mình đánh từ 0 đến 5, 0 đến 10 volt đầu vào ADC của mình đọc. Thế lần sau mà thiết kế kiểu dạng mở rộng này nên cho một cái răng là đặt cái con miếng trở lên cắm cái răng vào, thế là nó sẽ test cho chân này đỡ phải cắm ngoài. Đấy là em vừa thiết kế 3 module là nút nhấn Dernier và Dernier ADC và LCD. Bây giờ em chuyển qua nét đơn và nét bảy thanh. Quay mặt nó đi. Quay rồi. Cái này là mình nhớ rồi. Sao đi? Đây. Sao đến đây là bạn?
trong quá trình lập trình mà nó có quá nhiều phương án ở trong trên phải quá nhiều phương án mà đến phải thực hiện ấy, là nhiều nhiệm vụ khác nhau thì chúng ta lên đưa một cái cổng, ví dụ cổng E là ra là có ba mất ba chân thôi, cổng E đưa ra ngoài là chúng ta cấu hình như là số rồi, hoặc là cổng C cổng B cổng nào đó mà thừa không dùng để chúng ta dùng cái răm đầu tiên treo trở lên rồi dùng cái răm cắm mắt. Tức là giá trị của cái ba cái bit đấy, ví dụ ba bit bằng bao nhiêu thì cái chương trình tương ứng sẽ chạy. Nếu quét liên tục thôi, nếu mà ít mà cổng lại bằng cái này thì chạy chương trình nọ, ít cổng lại bằng cái kia thì chạy chương trình kia. Đấy, và sau thì chúng ta làm trên một con điều khiển sẽ có rất nhiều việc khác nhau. Thì cái đấy chính là để cho người dùng người ta cấu hình phần cứng. Mình giao sản phẩm cho người ta rồi nhưng người ta chỉ cần cắm răm vào thôi, nó sẽ là chạy cái chương trình gì. Phần mềm thì vẫn còn nguyên. Nên tại sao mà các em thấy người ta mắc các cái sensor ấy, mắc cái sensor như cả mình nói là người ta mắc một đường đi từ đấy của ta đang mắc khắp cả cái nhà máy, chỉ có mỗi một cặp dây thôi. Về nhà thì cái việc giải mã của mỗi một cái sensor nó có một cái địa chỉ khác nhau, người ta chỉ cắm tâm là xong, hoặc là bật cái công tắc bên trong là xong. Chứ cứ nạp chương trình như này mà đối với hàng nghìn cái sensor thì chết. Đây là module nhanh bảy thanh của em. Số thứ nhất thì đếm với tần số nhé. Mỗi lần tăng lên thì em đếm từ 0 đến 9.000 đến lần thứ. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có bài LCD là 1 này, nút bấm là 2 này, đưa le là 3 này, led để thanh là 4 này, còn led đơn nữa, ADC là 5 này, còn led đơn là 6, còn led đơn nữa thôi đúng không? DAC, đúng rồi, DAC, thì DAC đấy em dùng IC hay dùng chở? Dùng IC. DAC chúng ta để dùng thiết kế bằng mười mấy con chọc đấy là được. Đang được chừng 5 chọc. Được rồi, xong. Còn một mô đun DAC nhưng mà mô đun này em thiết kế thì nó cũng thay đổi điện áp nhưng mà nó lại không giống như lập trình mức. Rồi, ta hiểu rồi, mắc ngược chân giữa chân A1 và A8 rồi. Xong, coi như môn của em là đủ rồi. Lúc nào mà ai mà kế thừa cái này thì chỉ việc là cắt nó đi xuống đấu ngược lại chân 1, chân 8 là xong. Nó cứ loạn hết lên đúng không?